Theo thông tin từ Minh Thắng, em trai của Hoa hậu Thu Thủy, người đẹp sinh năm 1976 đã trút hơi thở cuối cùng hồi 4 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2021, nguyên nhân được cho là do trụy tim. Lễ viếng Hoa hậu Thu Thủy sẽ diễn ra vào sáng 8 tháng 6 năm 2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra lúc 11 giờ 45 cùng ngày, sau đó hỏa táng tại Nghĩa trang Hoàng Vũ, an táng tại quê nhà. Trước thông tin đau buồn này, nhiều bạn bè và đồng nghiệp hiện vẫn còn bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Stylist Tôn Hiếu Anh, một người bạn của Thu Thủy chia sẻ, chị gần đây rất ít online. Từ ngày trải qua cú sốc mất bố, người đẹp sống khép kín, ít giao tiếp và trò chuyện với bạn bè. Trước đó, họ thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau trên mạng xã hội. Hoa hậu Thu Thủy tên thật là Nguyễn Thu Thủy, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi đang là sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao. Không chỉ nổi bật với chiều cao 1m72, cô còn sở hữu vẻ đẹp thanh tú, sang trọng cùng khả năng ứng xử tự tin. Thời điểm đó, Thu Thủy đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá như Tô Hương Lan và Trịnh Kim Chi để giành ngôi vị cao nhất. Sau khi đăng quang, Thu Thủy quyết định bỏ học ngành ngoại giao và sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh. Khi trở về nước, cô lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp. Trong những năm gần đây, người đẹp còn làm thêm công việc biên tập viên và dẫn chương trình truyền hình.